đi câu cá nha. Thì đến địa điểm câu rồi, bây giờ mình chuẩn bị ra cần để mình làm con câu nha bạn. Đây. Nay mình câu có hai cần nha. Hai cần câu nha. Đó. Hai cần câu hai cần câu đây. Câu này là cần ra quai. Mà loại loại ghẻ nha các bạn. Khá là ok ha. Nói chung là cần này câu cá thì cũng ngon á. Đó. Đó, bây giờ mình ra hai cần luôn. Bây giờ nước trồng rồi không biết câu có hay không thì mình câu thử coi sao tình hình sao chứ giờ nước nó đang rồng á. Đang rồng. Nói chung bãi đây mát mẻ là giờ chiều mát mẻ lắm. Bạn bãi bây giờ xong, giờ là gió hỏi mát mẻ lắm. Đó. Không biết có gác ghét gì không chỗ này không biết, thì câu thì nói chung là khá là ok nè. Xong nè, xong Tân Thuận nè. Rồi bây giờ chuyến thôi. Đây để mình trộn cám nè, cám với nước cốt dừa với nước cốt dừa các bạn. Thì xong rồi ha, bây giờ vẫn bày chiến thôi. Nghe được ha. Trộn giờ ok rồi. Đó. Giờ là xuống cần chiến thôi. Hiện tại xuống hai cần rồi đó, cá ăn rồi bạn, đó. Chín rồi, chín rồi. Con cá, con cá rồi. Cá đầu tiên à. Bà chà bá luôn. Đó, ngon lành, ngon lành. Chơi bá luôn, những mấy lạng á, thôi là cá thôi. Chiều các bạn ơi, chiều mát rồi, hai cần lên mới lên, mới xuống được 3 phút lên được em cá chê rồi, rồi được em cá chê rồi, không có đầu rộng đi cậu chơi, cá chê. Cá chê này bự mà không có đầu rộng, bỏ con vịt luôn. Rồi giờ đợi coi thôi có cá không. Sông bãi đẹp quá. Mới xuống mấy phút hồ lên em cá chê rồi. Quá đẹp luôn. Mới đầu xuống là thấy được mấy con, thấy ấy gì nãy giờ im ru luôn. Mới ăn. Đó, cá ăn, ăn, đậm, bắp. Đầu dính cá bự rồi. Con cá tê nữa. Con cá tê chụp bá luôn. Cá tê nữa. Hai con nha bạn. Rồi mới xuống hai cần lại. Mới lên em cá tê nữa nè. Quá tí à, cá tê bự quá. Ồ ồ, cá tê. Cá tê có mấy kg quá. Khủng khiếp. Mình không quay clip được. Giờ đành phải gọng vô đây thôi. Không có đem đầu gọng đâu. Rồi đợi xíu nữa cá ăn thôi nha. Ăn liệt liệt cần luôn bạn. Cá nha. Thank you.
là đẹp. Cần Thủ bên kia thì không biết con cá gì đứng đó. Câu đẹp quá. Đó, cài ở thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn thì giao lưu câu cá chơi nha. Đây là sông cầu Tân Thận, đi lên đường Tần Sương Soạn, hút gần cầu Nguyễn Cừ. Nguyễn Cừ không trả lên kia xa Tần Sương Soạn với lại Lê Văn Lương nữa đó. Thì khúc này câu cá dây rất là nhiều luôn. Nãy giờ mình được 2 con rồi. Rồi giờ tiếp tục đợi chờ thôi. Cá là dính cá rồi, biết cá gì đây, quá bự. Rồi lên cá gì bên kia dính cá rồi mà. Cá gì vậy, cá chê quá. Đây. Mình là nãy giờ cá em gu luôn rồi. Hết dính rồi. Cá xong, xong quá đẹp. Mà em gu luôn các bạn. Được 2 cá chê với con cá nhỏ. Mình không có quay clip. Giờ chiều chuẩn bị về rồi. Tình hình là tối rồi các bạn ơi, giờ chắc đi về thôi. Ở đây mình không câu đêm, giờ về ăn uống rồi nghỉ rồi, mai đi làm. Chích được 3 con cá chê. Nói chung là giờ nước mới lớn thì nước lớn vô rồi. Tối rồi, giờ 6-7 giờ. Nãy giờ chưa, giờ thấy cá ăn sảy cũng 2 con, dính 3 con là 5 con. Thôi hẹn các bạn vào những cái clip tiếp theo nha. Bây giờ thì đi về thôi.